Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình đó là ông Alex Bowen hiện nay đang bị gia đình của một binh sĩ tử nạn ở tại Afghanistan đó. Bây giờ họ kiện ông đòi bồi thường 25 triệu. Thì như quý vị lúc nãy cũng nghe thì cái chuyện đây là anh binh sĩ Riley McCollum, còn đây là cô em gái mà người đã tham gia vào cái cuộc bạo loạn, không phải tham gia thôi quý vị, bây giờ đó bởi vì ở ngoài, có mặt ở ngoài, vâng, bởi vì cô không có bị FBI truy tố thì có thể là họ chứng thực được là cô không có đi vào bên trong. Nhưng mà đây là cái tấm hình vào hôm 3 tháng 1 mà cô share lại đây thưa quý vị, và đã khiến cho ông Baldwin ông nổi điên lên. Thì như quý vị lúc nãy chúng tôi có nói đó là hai người này bắt đầu họ lời qua tiếng lại với nhau. Thì cô này đó, cô nói là tôi đã bị FBI mời nói chuyện và bây giờ tôi vẫn ngồi đây nói chuyện với ông, nghĩa là tôi không có phạm pháp. Và ở cái đất nước này đó, biểu tình là một cái quyền, cho nên là đây là cái quyền của tôi. Nhưng mà ông Baldwin thì ổng không có nghĩ như vậy thưa quý vị. Ổng tiếp tục ổng nhắn với cô này như thế này, ổng nói là không có phải, cái hành vi của những cái kẻ bạo loạn như cô đó là nó dẫn đến cái việc đó là các người phá hủy tài sản của chính phủ một cách bất hợp pháp, rồi dẫn đến cái chết của một nhân viên cảnh sát, vân vân. Và tôi sẽ repost lại cái tấm hình của cô trên Instagram đó thưa quý vị. Ông Baldwin ông có đến 2.4 triệu người followers, là một người có sức ảnh hưởng, cho nên là bây giờ gia đình cô này đó thông qua luật sư họ nói rằng sau khi mà ông thật sự ông post lại cái tấm hình này, cái cô Royce này đó liên tục bị những người mà fan của ông Baldwin đó tràn vào chửi bới thóa mạ. Và sau đó không riêng gì cô này mà bây giờ đến cả người vợ của anh binh sĩ đó cũng bị những người này bây giờ họ chửi chung với nhau luôn. Họ gọi gia đình này là những cái kẻ kỳ thị vân vân. Thì bây giờ đó cái gia đình này họ nói rằng từ đó đến bây giờ họ vẫn liên tục bị quấy rầy bởi những người fan của ông Baldwin, cho nên là họ đã bị chấn thương tinh thần nghiêm trọng và họ yêu cầu ông phải đền bù tiền, cũng như là bây giờ cái danh dự, cái uy tín của anh McCollum là người mà đã tử nạn đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ trong mắt của những người fan của ông Baldwin, anh không còn là một anh hùng nữa, mà họ gọi anh là đánh đồng với cái cô em gái này. Thì gia đình nói là đây là một cái chuyện nó không có công bằng và họ yêu cầu ông phải xin lỗi. Thì bây giờ ông chưa có lên tiếng xin lỗi về cái chuyện này. Chỉ một bức ảnh mà thôi, và nhân cơ hội này để cho thấy rằng chuyện lùm xùm liên quan tới ngày tấn công vào tòa nhà Quốc hội 6 tháng 1 đến giờ phút này vẫn còn bị ảnh hưởng, và liên quan đến những tuyên bố cáo buộc của cựu Tổng thống Trump gọi cuộc bầu cử là gian lận, đặc biệt tại tiểu bang Georgia. Sáng ngày hôm nay, một nhân vật theo đảng Dân Chủ và hiện nay là công tố viên của một quận lớn nhất tiểu bang Georgia là quận Fulton đã chính thức yêu cầu tòa cho phép thành lập một đại bồi thẩm đoàn điều tra về những cáo buộc mà người công tố viên này gọi là tội hình sự liên quan đến một vị tổng thống. Lúc đó ông Trump vẫn còn là tổng thống, đã tìm cách gây ảnh hưởng đến tiến trình kiểm phiếu bầu ở tiểu bang Georgia, tìm cách gây ảnh hưởng chính trị đối với vị người kiểm tra kết quả bầu cử. Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump đã gọi điện thoại đến cho ông đại diện người kiểm tra bầu cử ở tiểu bang Georgia để yêu cầu ông, thứ nhất, nếu mà có cách nào đó hủy bỏ tiến trình chứng nhận phiếu bầu ở Georgia hay không. Thứ hai, ông còn gọi điện thoại để nói rằng có cách nào ông tìm ra 11.000 phiếu bầu ủng hộ để giúp cho ông Trump chiến thắng tại tiểu bang Georgia hay không. Thì ngày hôm nay quý vị đang nhìn thấy người luật sư và công tố viên Ferry Willis lên tiếng trong cuộc họp báo sáng ngày hôm nay. Và ngay lập tức bên phía đại diện của ông Trump đã đưa ra một văn bản thông cáo. Họ cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump thời gian đó đối với nhân vật ở Georgia là không có gì sai trái hết. Họ thắc mắc về cuộc bầu cử, về cái gọi là gian lận bầu cử thì họ có quyền được yêu cầu để kiểm chứng. Thế nhưng phe công tố của Georgia nói không, họ cần có thêm nhiều nhân chứng nữa. Và thưa quý vị, muốn đưa những nhân chứng này ra hầu tòa, phải có một đại bồi thẩm đoàn mở cuộc điều tra. Và đại bồi thẩm đoàn này sẽ ngồi đó để nghe xem các phần chất vấn với các nhân chứng. Bà Willis cho biết là hiện nay bà đã có một số nhân chứng sẵn sàng đứng ra để tố cáo những cái hành vi mà họ gọi là tội hình sự liên quan đến việc mà tìm cách che giấu hoặc là thúc đẩy áp lực đối với nhân vật chính trị ở tại tiểu bang Georgia từ một vị tổng thống để tìm cách sửa đổi cái kết quả của phiếu bầu này. Cho nên vấn đề 6 tháng 1 hiện nay thì Tòa tối cao Pháp viện đã cho phép Ủy ban điều tra của Hạ viện được quyền thu thập cuộc điện đàm, giấy tờ qua lại, email của Tòa Bạch Ốc vào thời điểm của ngày 6 tháng 1 cũng như trước đó và sau đó để liệu xem hành vi của Tổng thống Trump thời đó thực sự là có vi phạm về các luật liên quan đến tấn công tòa nhà Quốc hội, vấn đề chính trị hay không? Vâng, thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì cơ quan IRS đã vừa đưa ra cái thông báo đó là bắt đầu kể từ mùa hè năm nay đó, nếu như mà sau khi mà cái mùa khai thuế qua đi đó, quý vị cần login vào trên cái website của IRS để mà lấy những cái hồ sơ khai thuế của những năm trước hay là cần làm bất cứ cái thứ gì đó. Bây giờ quý vị cần phải mở một cái account lại, thưa quý vị. Mặc dù nếu bây giờ quý vị đã có cái account ở trên đó rồi, nhưng mà bây giờ cái hệ thống mới của IRS họ sẽ chuẩn bị cập nhật, và đến mùa hè là sẽ không có còn login bằng cái cách thường nữa, mà như quý vị thấy trên cái hình đó là bây giờ quý vị cần phải create lại một cái account mà nó cần phải go through id.me, thưa quý vị. Quý vị cũng nhớ đó là nếu như mà mùa dịch vừa rồi đó, ai mà nhận EDD hay là PUA thì nhiều khi lúc IRS họ cần chúng ta verify đó là có phải mình không đó, phải chụp hình cái gương mặt rồi load lên trên này. Thì bây giờ cái website của IRS sẽ là như vậy. Cái lý do IRS họ nói là trong thời gian qua như quý vị cũng thấy là có quá nhiều người đã ăn cắp danh tính của người khác đó, mà cái account bình thường của IRS là chúng ta chỉ cần create một cái account với cái email với lại cái password là login vô được, thì có thể là bây giờ nó quá dễ dàng, đã bắt đầu nhiều người nó bị hack. Cho nên là bây giờ IRS họ thông qua cái software của công ty id.me này, thì như quý vị thấy là đến mùa hè đó là chúng ta không còn login cách thường nữa, mà phải chụp một cái tấm hình selfie của mình để chứng thực đây là mình, rồi quý vị là tiếp tục register bằng cách như cũ, đó là bỏ vào một cái email account rồi một cái số phone, rồi bỏ cái tấm hình đó vào và bỏ một cái password. Nhưng mà cái vấn đề này đó thì có bây giờ nhiều người đó họ nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã lệ thuộc quá nhiều vào cái công ty ID.me này. Chúng ta cũng thấy là vào mùa dịch vừa qua đó, cái công ty này là cái công ty bất ngờ ăn nên làm ra khi mà được chính phủ Hoa Kỳ chọn làm cái công ty duy nhất dùng để mà verify danh tính của tất cả người dùng khi mà họ cần login vào các website của chính phủ liên bang. Thì bây giờ đó cái công ty này đã giữ danh sách cũng như là hình ảnh, tất cả những cái data đà riêng tư của gần mấy trăm triệu người Hoa Kỳ. Thì bây giờ đó rất nhiều các chuyên gia họ lo sợ nếu như mà cái công ty này một khi mà họ bị hack một cái là những cái data, những cái information này nó sẽ bị tuồn ra ngoài mà không có cách gì mà lấy lại được. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.